Dạ bà sẽ cũng cặc sầu đi nhà cầu cùng Long Mắc Can đúng nào? Rồi bây giờ bạn gia bảo cũng cả sáu đi giải cứu cho khủng long đang bị mất tích sau một cái trận mưa lớn rồi. Hả? À, hình như ở đó con khủng long đúng không? Wow, một con khủng long kìa. Rồi gia bảo, bạn gia bảo để sang một bên này, lát nữa mình sẽ đi tắm cho khủng long nhé. Wow, ở đó có một con khủng long có cây mái rất là to. Wow, một con khủng long màu gì vậy ta? Màu cam. Màu cam đúng rồi. Tiếp theo đi tìm tiếp theo nào. À, hình như có một con khủng long màu xanh non, lá non, rất là bé đúng không nào? À, như vậy bạn cho bảo đã tìm được 3 con khủng long rồi này. Đang bị mắc kẹt ở biển này. Hiện tại là ở đây là cỏ rác bị nước cuốn vào rất là nhiều và khủng long cũng bị mắc kẹt rất là nhiều. Ô, ở đó có một con khủng long nữa. Con khủng long đó màu gì ta? Đúng rồi, con nói lớn lên nha. Rồi đi tìm tiếp nào. Wow, bạn cá sấu đang rất là chăm chỉ để cứu những bạn khủng long đang bị mắc cạn ở bên bãi cát. Wow, một con khủng long rất là to. Có cái đầu. Này, tất nhiên bạn khủng long là được bạn cá bảo và bạn cá sấu cứu giúp rồi. Và đây một con khủng long có rất nhiều gai ở trên mình luôn. Có hai con luôn. Rồi bạn gia bảo đã cứu một lần được 2 con khủng long đang bị mắc cạn luôn các bạn. Ba đào đất đi. À, bây giờ là mình sẽ làm một cái hố để cho các bạn khủng long tạm thời trú ẩn sau khi trong cái đợt bão này nha. Rồi, ở đâu? Đây. Rồi, thêm một con khủng long nữa, một con khủng long con. Các bạn ngồi dậy nào, các bạn đứng dậy. Hai con khủng long đuôi rất là dài, đúng không? Hai con khủng long giống như hai con thằn lằn, đúng không? Hai cái đâu? Đấy. À, cái chỗ này để lát nữa mình sẽ đi giải cứu các bạn cá. Hai con đúng rồi, rất nhiều khủng long luôn. Rồi, hết chưa nào? Con khủng long nào nữa không? Con khủng long màu xanh lá cây, đúng không nào? Gia bảo xem con không, hình như còn một con nó khủng long. Gia bảo ơi, à đây không phải, đây là, à đây nè, có một con khủng long rồi này, một con khủng long màu xanh lá non đúng không? Gia bảo tiếp tục bơi xem, kiểm tra xem có con không, dùng xem bằng cá sấu đi kiểm tra xem. Có. À, đây một con khủng long, con màu gì đấy? À, xem con không nào, cá sấu nè, hey. Một con đúng không? Hai con luôn. Rồi, hình như hết rồi. Bây giờ bạn cá sấu sẽ cùng đi xem có bạn các loài động vật nào được cần cứu nữa không để chúng ta sẽ cứu nha. Wow, đây này, chúng ta đi tới đây nào. Bạn sẽ bảo khi cứu các bạn cá là phải cho về hồ nước nha. Hồ nước ở bên đằng sau đấy. À, thì một hồ tí nữa mình lấy nước sau. À, đây rất nhiều luôn, ở đây gặp rất nhiều bạn cá bị gặp nạn luôn các bạn ơi. À, đây có hai con, một con vịt và một con chim. Con chim đấy. À, có một con tôm nữa này và một con cá màu vàng. Con cá này con tên gì? Con cá này màu cam này. Bạn cá sấu ơi, bạn cá sấu phải cứu các bạn cá đi nào. Ở đây có một bàn gì đây? À, một con tôm. Con bỏ, bạn cho bảo bỏ tôm vào đây. Rồi bạn cho bảo ơi, ở đây hình như còn rất nhiều các bạn cá đang cần bạn cá sấu cứu nữa này. Đây. Rồi thêm một bạn cá được cứu nữa rồi. Đây một con bạn cá màu gì đấy? Màu hồng đúng rồi. Còn nữa không? Còn mà bạn cho bảo xem con cá nào nữa không? À, hình như ở đây có một bạn kim cá gì đấy.
hải cẩu à? Một con hải cẩu. Rồi bạn cho bà ơi, đây con này bạn khủng long. Bạn cá sấu vừa cứu thêm một bạn cá nữa này. Và rồi hết chưa? Bạn cho bảo xem con cá nào không để mình đi bắt đầu đi tắm cho các bạn khủng long nha, với bạn cá nha. Bạn cho bảo xem con không? À, ở đây có một chú rùa này, một bàn rùa màu cam đúng không nào? Con rùa nhỏ bé xíu. Một con rùa nhỏ bé xíu. Đây. Hay rồi, một bàn rùa nhỏ bé xíu. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa các bạn cá này đi tắm nha. Wow, đây có một bạn cá nữa. Bạn cho bảo xem là hết chưa nào. Rồi như vậy là bạn cho bảo đã vừa tìm được rất nhiều, đã cứu rất nhiều bạn khủng long đang bị mắc cạn cũng như các bạn cá đang bị mắc cạn đúng không nào? Ba đem cá không đem khủng long. Rồi để bay ba xem nè. Ba đem cá đi. Bây giờ bạn cho bảo sẽ đem cá xuống để tắm rửa nha. Không,